nơi này nó là nơi dân đặt bre đồ bre đặt bre đi với bre smile với nâng ấy mình bre su tiếp bre smile với nâng ấy đi cam việt nam với tổng đại hái thì tôi cam việt nam với cái đỏ bàn nâng ấy cam việt nam với cái miếng sáo đỏ trong khang mà tổng đại hai mình nhăng đấy đi với cam việt nam với cái đầy mà đầy đầy smile áo dương nâng ấy mình cái đỏ bàn đấy cứ cái đỏ bàn nâng ấy cam với cái đỏ bàn đấy với cái sáo với nó cầm thằng nó ngay mưa tới cứ sạch và cứ sạch tầm đoan mà nó đã có chọn tiền chọn yên toàn đã ra này cứ PVC sọt nâng ngay mưa chấm hiền đó khắp sri mà như toàn mình đã có chọn với những điện đẹp đã cho đá thôi ấy nâng ấy hơi mưa đình lên đó nâng ngay đi bát trung về cứ mồm tầm đoan bạn đi cứ anh ấy cứ chiến đi về nâng ấy nhưng càng lại trả lực cứ mua mà rồi dương can này các bạn này dương lực cân năng các bạn này cứ mua cái can mà mua nó cứ đầy nặng ấy chụp hiên với thì tôi chụp hiên cứ trúng nhưng riêng khó kê trúng à anh ấy cứ bắt cái đạn lại như thế nên đạn năng năng lực cầm tay nhầm đạn chỗ này mình thử khó kê thì em khai thì riêng cầm gì mà cái bây giờ tôi về nhà mới được khởi nhưng thôi hiện thôm thì vì tôi về sao xa mượn sao khởi nhà sao cho bạn anh ấy có toàn bạn đã chào thì tục sân thằng cầu về thằng cầu về có sẽ mà không sẽ đi rồi đó nên pu lư đã lư thì admin lôi tình đã chân đã nhưng mà vì cứ sẽ càng về ní em rồi mà giờ lên tay mới chưa ăn đi lên được phần đâu cái đá xong khang bre thì mình phơi hai đô mới bre suy ở sàn đã bre tụi mình chụp hình vậy thôi chết phơi mà nè tại mình một video em không xử lý làm đâu mà và chú chú subscribe này mua không mà để mấy tụi bạn video thay mấy thay nên mẹ mình toàn mà chú subscribe chú subscribe này mua không mà xong rồi